đầy dính luôn quý vị. Một, hai, ba. Không mưa chào cái nè. Thật ra nếu mà mọi người có theo dõi tất cả những mong muốn của Linh từ trước đến giờ thì Linh luôn chia sẻ rằng là công việc làm MC hay là biên tập viên là một ước mơ của Linh từ hồi còn bé rồi, và cho đến bây giờ thì Linh có cơ hội được công tác với bên đài truyền hình này. Ngoài ra thì Linh có cơ hội được làm MC dẫn chương trình rất là nhiều những chương trình lớn, thì hy vọng rằng là mình sẽ có thể gọi là thực hiện được cái ước mơ của mình một cách tốt nhất, trọn vẹn nhất trong năm 2022. Rồi.
Mọi người nhìn máy này nha. Hai quá. Đây là không gian. Vừa ra mới vô. Phía xa xa bên kia là đội Mỹ Linh đang trả lời phỏng vấn. Anh mới vậy.